nhằm tri ân khách hàng và chuẩn bị đón Tết 2020. Giảm 25% gói phủ ceramic cao cấp, giảm 15% gói phủ ceramic tiêu chuẩn, tặng miễn phí gói vệ sinh nội thất xe trị giá 1.500.000 đồng. Thời gian khuyến mãi từ 20 tháng 12 năm 2019 đến 21 tháng 1 năm 2020. Quý khách hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi qua số hotline hiển thị trên màn hình hoặc đến trực tiếp các showroom gần nhất của Bika Auto để biết thêm thông tin chi tiết. Bika Auto, dẫn đầu để phụng sự.